Ngày 18 tháng 9, anh NHP, 48 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh cho biết vừa bị kẻ gian bẻ khóa lấy đi chiếc xe ba gác máy. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại. Theo đó, vào rạng sáng ngày 17 tháng 9, một người đàn ông đã bẻ hàng rào lưới B40 đột nhập vào căn nhà trên đường Liên ấp 123 thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh để lục tìm lấy tài sản. Theo hình ảnh từ camera an ninh, tên trộm bẻ khóa, bò vào khu vực sân rồi đi lòng vòng ở sân để tìm tài sản giá trị nhưng không thấy. Cuối cùng, người này cắt ổ khóa xe ba gác máy, đồng thời bẻ hai ổ khóa cửa để đưa chiếc xe ba gác ra ngoài tẩu thoát. Anh P cho biết mình đi làm thợ hồ dành dụng được 19 triệu đồng mua xe ba gác trên khoảng 2 năm nay. Trong thời gian giãn cách xã hội, anh P dùng chiếc xe này để làm từ thiện, chuyên chở hàng hóa miễn phí cho chính quyền cũng như người dân có nhu cầu trên địa bàn. Anh P cũng cho biết do chiếc xe không có giấy tờ nên cũng không trình báo vụ việc cho công an địa phương. Người nhà anh P sau đó đăng tải đoạn clip lên mạng để người dân đề phòng cảnh giác. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.